quý khách và các chị, khoảng 1971, khoảng 1974, An Tuyên vô cùng xúc động được nhận được lời mời về sự hội khóa của các anh các chị và được gặp lại thầy cô ở cái mái trường cấp 3 lập 1 nơi mình đã từng học. Dù xa quê gần 30 năm, nhưng tình cảm quê hương về và mỗi lần nhớ lại mái trường cấp 3 lập 1, An Tuyên rất là vô cùng xúc động. Lần nào mà trở lại, An Tuyên cũng nước mắt cứ rưng rưng. Là những người con ở xa quê hương, nhưng trái tim mình luôn luôn hướng về quê hương và hướng về những ngày tuổi thơ mình đã cắp sách tới trường. Và An Tuyên cũng xin kính chúc quý thầy cô và các anh các chị cùng toàn thể các bạn, các quý khách đến dự hôm nay một sức khỏe dồi dào và vạn sự may mắn trong cuộc sống. Cách đây 7 tuần, gia đình An Tuyên có chuyện buồn. Thì An Tuyên có về sau 3 ngày của cha An Tuyên bị mất và thăm mẹ mà của anh Vương Đình Huệ của khóa của các anh các chị và thăm bà. Trước khi ra về, mấy chị em thăm bà xong, bà có hát bài Tiếng Mẹ Ru. Lúc nãy mà ca sĩ Phạm Khương Thảo đã hát rồi, bà ôm An Tuyên, bà cũng rưng rưng nước mắt. Bà bảo cũng lời hát của con, đúng là người con có hiệp thảo. Bà bảo bà cũng có bài thơ từng làm rồi, bấy là bài thơ Mẹ Tôi. Bài thơ Mẹ Tôi của bà có bài là thơ con mắc nợ mẹ cha, như dòng sông nợ hồ sao bồi hồi. Vần thơ lai áng bồi hồi, con chưa tải hết những lời yêu thương. Ơn người một nắng hai sương, vì con rứt ruột tơ hương như tầm. Đêm khuya chiếu ướt đầm đầm, chỗ ướt mẹ nằm, con ngủ chỗ cô. Chưa hề tiếng võng u ơ, tiếng ru nhuộm tím thâu thơ một thời. Thân cò lặn lội mẹ ơi, bên dòng sống mãi đầy ơi nỗi niềm. Mỗi khi bảy nổi ba chìm, đó cho con đẹp sóng cồn, trong tim. Mỗi khi... em quên mất câu đấy rồi. Câu sau rất là hay hát được đó. Sau đến lúc đấy thì là vì em xin lỗi, anh Tuyên xin lỗi tại vì cha của mình mới mất, mẹ thì không còn nữa. Thì bà rất tình cảm, bà đã cho bài thơ. Thì sang đấy chị cũng là cảm thấy rất xúc động về những câu thơ của bà Võ Thị Cầm. Bà đã 87 tuổi. Xin lỗi, rất là cảm động. Tại vì sao mình nghĩ rằng là đúng, người ta bảo nói rằng là hổ phù sinh hổ tử. Và chính cái nôi của những câu dân ca, những cái vần thơ của những bà mẹ đã 87-88 tuổi đã cho An Tuyên rất là cảm xúc để An Tuyên sáng tác bài Mẹ Tôi, nhạc của Lê An Tuyên và lời của cụ Võ Thị Cầm, mẹ của anh Vương Đình Huệ. Bài hát này sẽ được ngày mai sẽ được ca sĩ ưu tú Xuân Huyền, nghệ sĩ ưu tú Xuân Huyền hát trong chương trình đặc biệt. Còn hôm nay An Tuyên là dân kiến trúc và với tâm hồn của người con xa quê xin hát tặng các quý khách và các thầy cô giáo và một món quà tinh thần để tặng quà của các anh và muốn tặng riêng cho một người. Em xin hát bài này Mẹ Tôi. Không hay là xin các bạn hưởng thứ và các thầy cô giáo hưởng thứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.